Giới chức Ukraine cho biết hôm 12 tháng 4, họ đang kiểm tra các báo cáo về việc vũ khí hóa học đã được lực lượng Nga sử dụng tại thành phố cảng Mariupol hiện đang bị bao vây. Vài giờ trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập đến khả năng này trong bài phát biểu video hàng đêm của mình. Hôm nay, chúng tôi đã nghe một tuyên bố từ những người chiếm đóng xác nhận rằng họ đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới trong chiến tranh khủng bố chống lại chúng tôi và những người bảo vệ thành phố một trong những phát ngôn viên của những kẻ xâm lược cho biết họ đang xem xét sử dụng vũ khí hóa học chống lại những người bảo vệ Mariupol. Chúng tôi xem việc này rất nghiêm trọng. Tôi muốn nhắc các nhà lãnh đạo thế giới rằng khả năng sử dụng vũ khí hóa học đã được quân đội Nga thảo luận. Vào thời điểm này, việc này có nghĩa là phản ứng trước hành động gây hấn của Nga cần phải gây gắt hơn và nhanh chóng hơn. Ông Zelensky không đưa ra bất kỳ chi tiết nào khác về việc này. Bộ Quốc phòng Nga không trả lời ngay yêu cầu bình luận của Reuters. Bộ trưởng lực lượng vũ trang Anh James Hippie cho biết đang cố gắng kiểm chứng báo cáo. Chúng tôi đang khẩn trương làm việc để tìm hiểu xem vũ khí hóa học đã được sử dụng hay chưa, và nếu có, như Ngoại trưởng đã nói, người phải chịu trách nhiệm sẽ phải bị quy trách. Việc sử dụng vũ khí hóa học là kinh khiếp, vượt quá giới hạn, và tất cả các giải pháp đối phó đang được thảo luận. Nếu các báo cáo được xác nhận, nó sẽ đánh dấu một bước phát triển mới nguy hiểm trong cuộc xung đột, vốn hiện đang tập trung mạnh vào phía đông của đất nước. Trận chiến giành thị trấn cảng trọng yếu Mariupol đang đi đến giai đoạn quyết định với việc thủy quân lục chiến Ukraine đang củng cố phòng thủ tại khu công nghiệp Azovstal. Chiến thắng của Nga ở đó sẽ tạo ra hành lang trên đất liền mà họ đang mưu tìm giữa các khu vực mà họ nằm giữ ở phía Tây và phía Đông. thường dân tiếp tục chạy trốn khỏi các khu vực miền đông Ukraine hôm 12 tháng 4 trước cuộc tấn công dự kiến của Nga. Tổng thống Vladimir Putin gọi hành động của ông ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa đất nước này. Nhà lãnh đạo Nga cho biết hôm 12 tháng 4, rằng họ chắc chắn sẽ đạt được những gì ông gọi là các mục tiêu cao cả tất cả các giải pháp đều có sẵn nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine, theo lời Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh James C. p nói ngày 12 tháng 4. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss hôm 11 tháng 4 cho biết, Anh đang làm việc với các đối tác để kiểm chứng những chi tiết về các báo cáo rằng lực lượng Nga có thể đã sử dụng chất hóa học trong một cuộc tấn công vào Mariupol, nơi hàng ngàn người được cho là đã chết trong gần 7 tuần bị bao vây. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC TV, Ông Hippie cho biết, tình báo quốc phòng Anh cho đến nay vẫn chưa thể kiểm chứng các báo cáo, nhưng họ đang làm việc khẩn cấp để tìm hiểu xem liệu vũ khí hóa học đã được sử dụng hay chưa. Nếu vũ khí hóa học đã được sử dụng, thì đó là thời điểm rất quan trọng để Thủ tướng của chúng tôi và những người đứng đầu chính phủ khác trên toàn thế giới xem xét cách chúng ta sẽ phản ứng với việc này như thế nào. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11 tháng 4 cho biết, Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học và kêu gọi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Moscow nhằm ngăn chặn ngay cả việc thảo luận sử dụng những vũ khí này. Tổng thống Nga Vladimir Putin nên hiểu rõ rằng việc sử dụng vũ khí hóa học đơn giản là không thể chấp nhận được và ông ấy không nên mong đợi phương Tây sẽ đứng ngoài cuộc nếu chúng được sử dụng. Nokia sẽ chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh ở Nga. Giám đốc điều hành của công ty nói với Reuters rằng ông không thể tìm thấy bất kỳ cách nào để tiếp tục hoạt động ở đó. Ông Pekka Lundmark cho biết, Nokia sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong quá trình rút khỏi Nga. Ông không chắc việc rút lui sẽ mất bao lâu. Việc công ty viễn thông ra đi sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.000 công nhân, mặc dù một số có thể được đề nghị làm việc ở nơi khác. Giờ đây, việc Nokia rút ra tiến xa hơn một bước so với đối thủ Ericsson, trước đó đã nói rằng họ sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga. Tuy nhiên, không công ty nào dự kiến sẽ phải đối mặt với một tác động lớn về doanh thu vì Nga là thị trường tương đối nhỏ cho cả Ericsson và Nokia. Các đối thủ đến từ Trung Quốc gồm Huawei và ZTE có vai trò lớn hơn tại Nga. Vụ rời Nga mới nhất diễn ra vào lúc Moscow đang đối đầu với Phần Lan và Thụy Điển. Hai nước này là quê hương của Nokia và Ericsson. Cổ phiếu của Nokia giảm khoảng 1,3% vào đầu phiên giao dịch hôm thứ ba, 12 tháng 4, trong khi cổ phiếu của Ericsson không thay đổi. New Delhi ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong vòng 72 năm vào nửa đầu tháng 4, theo văn phòng thời tiết của Ấn Độ cho biết, hôm 12 tháng 4. Trong 15 ngày đầu tiên, nhiệt độ được ghi nhận là 42,6 độ C và đây là mức cao nhất trong vòng 72 năm qua với nhiệt độ dao động quanh mức 38 đến 40 độ C. Người dân thành phố có những biện pháp cẩn thận để tự bảo vệ. Phụ nữ choàng khăn che mặt và tránh nắng nóng. Mùa hè ở Ấn Độ là khoảng thời gian khó khăn khi nhiệt độ tăng cao dẫn đến nhiều thương vong. Các lý do có thể làm cho nhiệt độ tăng cao là từ việc trái đất ấm dần cho đến tốc độ đô thị hóa quá nhanh, khiến có nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng và không gian phủ xanh thì cứ giảm dần. Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 12 tháng 4 kêu gọi Mỹ ngừng sử dụng dịch bệnh để vận dụng chính trị. Một ngày sau khi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ ra lệnh cho một số nhân viên rời khỏi tòa lãnh sự ở Thượng Hải. Bộ ngoại giao Mỹ hôm 11 tháng 4 ra lệnh cho các nhân viên không khẩn cấp của chính phủ Hoa Kỳ rời khỏi tòa lãnh sự ở Thượng Hải do số ca Covid gia tăng và do các biện pháp kiểm soát virus của Trung Quốc. Chúng tôi rất không hài lòng và kiên quyết phản đối việc Mỹ chính trị hóa và dùng việc sơ tán nhân sự để đạt mục đích chính trị. Hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo rằng những nhân viên không khẩn cấp có thể tự nguyện rời khỏi tòa lãnh sự. Không rõ tại sao, việc ra đi của những nhân viên đó đã trở nên bắt buộc. Thượng Hải đang chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất của Trung Quốc kể từ khi loại virus này xuất hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán vào cuối năm 2019.